Nhận định trực tiếp bóng đá Barcelona với Chelsea, 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7. Giao hữu câu lạc bộ, cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Kể từ khi Frank Lampard lên cầm quân, Chelsea đã trải qua 3 trận giao hữu tại mùa hè năm nay. Trong đó, The Blues mới giành được duy nhất một chiến thắng, một trận hòa và để thua một trận. Lần ra sân gần nhất, Chelsea đã phải nhận thất bại cay đắng trước Kawasaki Frontale. Điều này có thể lý giải bởi các cầu thủ vẫn chưa sẵn sàng về mặt thể lực sau kỳ nghỉ và nhiều trụ cột khác vắng mặt sau đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, có vẻ như việc Hazard chia tay câu lạc bộ để gia nhập Real Madrid đã ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của Chelsea. Đội hình của họ vốn đã không đủ dày và mùa này rất có thể sẽ là mùa họ bị tụt dốc không phanh. Sự lì lợm vốn làm nên thương hiệu của The Blues cũng đã không còn trong một vài năm gần đây khi những thủ lĩnh tinh thần như Lampard, Terry rời đội. Bên kia sân, sau một mùa bóng không mấy thành công khi thất bại tại Champions League và mất cả cúp nhà vua, Barca vừa có những sự bổ sung cầu thủ khá chất lượng. Ngôi sao sáng nhất của Atletico Madrid năm mùa giải vừa qua Griezmann giờ đã là người của Barcelona. Ngoài ra, tuyến tiền vệ cũng có thêm sự bổ sung của De Jong sẽ hỗ trợ Busquets và Rakitic cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Đây sẽ là một trận đấu có thể cả hai bên chưa chắc tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy vậy, những cầu thủ trẻ rất có thể sẽ được sử dụng ở trận đấu này. Với một đội hình mạnh hơn cũng như có được phong độ có phần ổn định hơn, Barcelona đang được giới cầm cân nảy mực xếp ở thế cửa trên. Hiện tại chưa có niềm biết kèo châu Á của trận này nhưng khả năng sẽ ở khoảng Barcelona chấp từ -3/4 đến -1. Đó là ngưỡng tỷ lệ mà giới chuyên gia đánh giá đội bóng Tây Ban Nha đủ khả năng vượt qua được.